Rồi chào anh chị các bạn ha. Hôm nay bên em mới dọn xong một cái con xe rùa 8 bánh 4 cầu IFWK18. Con này động cơ 3 máy dầu, công suất 16 ngựa nha anh chị nha. Số là 3 tiếng 1 lùi, có nhanh chậm là thành 6 tiếng 2 lùi. Đó, còn bên vỏ 8 cái vỏ rinh, 8 vỏ rinh nha anh chị nha. Đó, vỏ rinh còn rất là tương đối luôn, còn phải 70-80%. Gai rất là cao nhưng mà nó hơi răng răng nứt nứt như cọng tóc thôi, nhưng mà có cái hông hơn. Đó, vỏ rinh mà còn như vậy là gọi là đẹp hơn chị ha. Đó, đẹp. Vỏ rinh quá đẹp luôn. Vỏ này xài là một cái vỏ rinh như vậy, xài bằng 3 cái vỏ mới. Bình là bình mới ha, bình mới, gới mới. Đó. Sơn thì màu cam là sơn rinh nha anh chị nha. Đó, màu cam á, màu cam là sơn rinh hết sơn rinh luôn. Còn màu đen là bên em đã sơn dặm lại rồi ha. Đó, màu đen là bên em đã sơn dặm lại rồi, còn màu cam là rinh toàn bộ. Đó. Đây là thắng nè. Thắng này rất là ăn dòng 8 bánh này, thắng thắt lết bánh luôn. Bên kia là con, cái này là ga. Máy rất là chắc luôn. Kim đồng hồ là lên ok nè. À, anh chị nha. Xe chạy mới có 389 giờ thôi anh chị. Kim đồng hồ còn chạy, giờ quán còn chạy luôn không? Kèn hoạt động ok luôn. Xe này rất là đẹp. Nước sơn rinh à, anh chị thấy không? Nước sơn rinh rất là đẹp luôn. Xe phải nói là đẹp lắm nha anh chị nha. Vỏ rinh là nước sơn rinh, chỉ dặm lại những cái màu đen thôi, còn ngoài ra là rinh hết. Nhưng mà thật chất ra một con xe như vậy là gọi là quá đẹp rồi. Đó, quá đẹp rồi anh chị ha. 8 bánh 4 cầu IFWK18. Vỏ tương đối liền lạc, xe rất là chắc chắn rồi. Bao cho anh chị máy móc rinh cầu số rinh nha. Đó, máy móc rinh cầu số rinh không bung, hộp số khô ráo sạch sẽ, hộp số rất là to, khô ráo sạch sẽ, không xì sọt, không lũng, không xì nhớt chỗ nào nha anh chị nha. Đó, thùng con này ngang 1m4, dài 1m7-1m8, thùng rất là to luôn, thùng không bị mục lũng nha anh chị nha. Sàn thùng đồ rất là chắc chắn, không bị mục lũng. Rồi, giá con này bán tại cửa hàng là 74 triệu, 74 triệu nha anh chị nha. Anh chị nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835 585879, 0398 628 745. Em ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.